thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm đi giải quyết mâu thuẫn xuất hiện với tần suất ngày một nhiều trên địa bàn thành phố đã gây nên tâm lý hoang mang lo lắng cho nhiều người dân và chính quyền. Mặc dù số thanh thiếu niên này đều nằm trong diện quản lý, được cơ quan chức năng tuyên truyền giáo dục nhiều lần, nhưng với bản tính ham chơi đua đòi nên vẫn ngựa quen đường cũ, lao vào những vụ hỗn chiến không phải mâu thuẫn của mình. Thực trạng trên đang trở nên đáng báo động về việc quản lý và nhận diện số thanh thiếu niên này tại địa bàn dân cư. Đây là nhóm gần 20 thanh thiếu niên là thành viên của hội nhóm Anh Em Mân Thái, tham gia vào vụ hỗn chiến tại tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp vào rạng sáng ngày 8 tháng 5, bị công an quận Sơn Trà phát hiện ngăn chặn. Khi được hỏi số thanh thiếu niên trên vì sao đi đánh nhau thì đều được câu trả lời là không biết. Bùi Thanh Phúc, 18 tuổi, trú phường Mân Thái, được cả nhóm tin tưởng đứng ra liên hệ mua hung khí và bom xăng. Do bên em có gây sự với nhóm bên biến xe phức lý. Và nhóm đó là có hồi ngày lễ là có giấy đủ đánh bạc em trên đường Ngô Quyền anh. Xong là bọn em mới hẹn nhau ra giải quyết. Dạ, nhóm của em có 20 người, dạ, quen biết nhau ở gần nhà nhau ấy anh. Dạ. Còn hung khí là em đặt trên mạng. Vô trong hội nhóm Facebook là có nhiều nhóm đao kiếm là em đặt em mua về sử dụng. Còn đây là Nguyễn Quốc Khánh, 19 tuổi, tạm trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ. Là một thành viên của nhóm ở Cẩm Lệ cũng tham gia trực tiếp vào cuộc hỗn chiến sáng ngày 8 tháng 5. Vết thương trên tay còn khâu, chỉ là vết tích còn lại của vụ đánh nhau. Đáng nói hơn, Khánh là thành viên rất tích cực trong nhiều vụ đánh nhau khác trên toàn thành phố và đang bị công an quận Liên Chiểu truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Trần Minh Toàn là có rủ em có nhắn tin ngay qua Facebook với nội dung là chờ tối nay giúp vụ sắp với Mân Thái. Thì em mới đồng ý là thấy nhóm mình Mân Thái là nhóm em cạ đồ xuống đường, bật xi nhan trái lên để nhận dạng đồng đội. Cạ đồ xuống đường cái là bị Mân Thái đồ xăng. Tụi em trái một xe với lại quần đào lại. Đó là cái bị Mân Thái xuống đập thêm xe nữa. Rồi em quay lại cứu chiếc quạt rồi. Nên là em nhảy xuống chạy bộ dí tụi hắn vô nhà. Chỉ một phút bốc đồng, Trần Thanh Hậu, 17 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Hoàn Sơn đã ngang nhiên kéo một thanh niên ra giữa phố đi bộ ăn thường và dí dao vào mặt. Hình ảnh này càng khiến cho những người chứng kiến và khách du lịch một phen hoảng loạn. Làm việc với cơ quan công an, Hậu khai nhận do nóng nảy nên lấy dao đe dọa thanh niên kia. Do từ ngày em không chơi bắn nữa, cái hắn suối bạn em nghỉ chơi với em luôn. Cái một hồi xảy ra sâu sát, cái em không có đi. Nhưng mà ngày sau nghe mấy đứa nói mà do thằng đó mà bạn em đi sâu sát bay với bạn em luôn kìa. Nên em mới cầm dao ra để giải quyết anh. Điểm chung của số vụ việc trên đều xuất phát từ sự thiếu suy nghĩ bồng bột của một số thanh thiếu niên ăn chưa no, lo chưa tới, dễ bị tác động bởi các yếu tố xã hội hay các mối quan hệ. Đáng nói hơn, phần lớn sự việc đều rất nhỏ, nhưng với cách nghĩ của số thanh niên này đã gây nên hành vi nguy hiểm cho xã hội. Tuyên truyền thật tốt các cái lối sống văn minh, lối sống đẹp đến và giáo dục tốt cái số trẻ vị thành niên này. Thứ hai là đối với lực lượng công an thì chúng tôi cũng phải tăng cường công tác quản lý, rà soát và có thể nói là kiểm soát thật chặt, không để cho số này có điều kiện đối với từng phường, từng khu dân cư và thậm chí là từng tổ dân phố, từng nhà là nếu có những em nào trong cái diện mà nghi vấn mà có cái biểu hiện tham gia cái hoạt động này hoặc là đã có tiền sự vi phạm thì chúng tôi phải đưa vào diện quản lý thật chặt. Hậu quả sẽ là khôn lường nếu như những hung khí tự tạo, những bom xăng tự chế phát huy tác dụng trong các cuộc hỗn chiến. Thực trạng này đang trở nên báo động về công tác quản lý của ngành chức năng và các cấp chính quyền địa phương đối với sự manh động, hiếu chiến của một số thanh thiếu niên, thiếu ý thức làm ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.